Nếu như khu đập đá gắn liền với cụ Phan Chu Trinh, thì hầm xay lúa chứng kiến những câu chuyện cảm động về bác Tôn Đức Thắng. Nơi đây còn được gọi là nhà tù trong nhà tù, bởi với diện tích chưa tới 150 m², nhưng trung bình có từ 80 đến 120 người tù làm khổ sai ở đây. Người tù ngoài công việc khổ sai như vác lúa gạo, kéo cối xay, thì chân còn bị đeo xiềng xích, đeo những quả tạ nặng trung bình từ 3 đến 7kg, một ngày phải xay xong 200 bao lúa. Hầm xay lúa lúc bấy giờ bị bịt kín, chỉ có một cửa vào, trên trần nhà răng đầy vải màn với mục đích để bụi không bay ra ngoài. Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn lao động trong hầm xay lúa, người tù sẽ bị kiệt sức, mắt mờ và mắc bệnh lọc phổi. Cuối năm 1932, đầu năm 1933, bác Tôn Đức Thắng bị cai ngục Pháp đưa vào hầm xay lúa này. Âm mưu thâm độc của cai ngục Pháp là muốn dùng những tay tù anh chị trong hầm xay lúa sát hại bác Tôn. Biết rõ âm mưu đó, bác Tôn đã bàn với các đồng chí đảng viên trong hầm xay lúa là nắm lấy cơ hội này để cải tạo chế độ lao tù của thực dân Pháp trong hầm xay lúa. Lần đầu tiên, những công việc trong hầm xay lúa được tổ chức lại hợp lý. Người yếu được bố trí vào kíp giảng gạo và đóng bao, còn khỏe thì xay lúa và phát thóc. Việc này khiến mọi người nể phục và hết lòng tương trợ nhau.